Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, các trader thành công cho rằng điểm thoát lệnh sẽ có phần quan trọng hơn điểm vào lệnh, bởi vì chúng mới là yếu tố xác định bạn lời hay lỗ. Đa phần những trader mới sẽ không biết xác định mục tiêu lợi nhuận hoặc điểm dừng lỗ cho chiến lược của họ, trong khi đây lại là việc vô cùng quan trọng khi tham gia giao dịch. Luôn phải có một kế hoạch thoát lệnh khi tham gia giao dịch và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp sẽ gặp thua lỗ là điều bạn bắt buộc phải làm. Video này sẽ chia sẻ cho các bạn một vài điều quan trọng trong việc xác định được điểm thoát lệnh phù hợp để lợi nhuận chạy đến khi xu hướng cạn kiệt. Chốt lời sớm sẽ không giúp bạn có được tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt, mà đôi khi nó còn khiến cho tâm lý sợ mất lợi nhuận phát triển. Về lâu dài, muốn kiếm được lợi nhuận thì bạn phải học cách để lợi nhuận gia tăng và kiếm được khoản lợi lớn. Tất nhiên là không phải trường hợp nào bạn cũng có thể để lợi nhuận chạy được. Chỉ trong điều kiện xu hướng có động lượng tốt và khả năng sẽ tiếp tục thì việc giữ lợi nhuận mới hiệu quả. Và chúng ta cũng sẽ không giữ lợi nhuận hay chạy mãi được, phải biết điểm dừng của nó. Có rất nhiều cách để có thể xác định được khi nào nên chốt lợi nhuận theo xu hướng. Có trader thì sử dụng động lượng, có trader sử dụng đường trung bình, có trader sử dụng cấu trúc thị trường, cũng có trader sử dụng các lượng kháng cự hỗ trợ quan trọng. Để có lợi nhuận đi theo xu hướng cho tới khi nó cạn kiệt là cách giúp bạn có thể có được lợi nhuận lớn, đồng thời xác định được điểm thoát lệnh cho chiến lược của mình. Kháng cự hỗ trợ quan trọng. Kháng cự hỗ trợ quan trọng là những vùng giá mà trader cần lưu ý khi thoát lệnh. Những vùng giá này khi thị trường tiếp cận tới sẽ có khả năng bị đảo ngược. Rất nhiều trader theo dõi vùng giá này. Kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian càng lớn thì sẽ càng quan trọng và đáng tin cậy. Thị trường khi tiếp cận đến chúng, khả năng đảo ngược sẽ cao hơn. Do đó, khi giao dịch, trader cần đặc biệt lưu ý đến kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian lớn. Đó là những vùng thoát lệnh và thu lợi nhuận rất tiềm năng và dễ nhận biết trên biểu đồ. Nhập một danh sách đưa ra các nguyên nhân thoát lệnh, việc làm này là rất cần thiết. Các trader thành công có rất nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau, họ sẽ linh hoạt sử dụng chúng trong giao dịch. Chúng ta đừng bao giờ thoát lệnh theo cảm tính, luôn phải có một lý do nào đó để bạn thoát lệnh của mình. Đây là một vài lý do. Giá chạm điểm dừng lỗ, giá đóng cửa vượt ra khỏi đường SMA 200, giá phá vỡ hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng hoặc kháng cự trong xu hướng giảm, giá bỗng dưng tăng hoặc giảm một cách đột biến, gấp 5 lần biến động giá thị trường ngày. Đây có thể là một cú hích của thị trường trước khi đảo chiều. Có tin tức quan trọng sắp được công bố. Tất nhiên, cứ mỗi hệ thống sẽ có thêm những dấu hiệu kỹ thuật khác để bạn có thể dựa vào đó quyết định nên thoát lệnh hay không. Nhưng bạn cần biết rằng càng nhiều dấu hiệu kỹ thuật ủng hộ thoát lệnh càng tốt. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Light Finance, the world of financial freedom.